Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, tại mảnh đất vùng cao huyện Bảo Lạc, dù cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nhưng những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Sán Chỉ nơi đây vẫn được lưu giữ và phát huy, đặc biệt thể hiện qua trang phục truyền thống. Không rực rỡ sắc màu hay cầu kỳ nhiều chi tiết như trang phục dân tộc Mông, Dao, trang phục của người Sán Chỉ lại mang một nét đẹp độc đáo, mộc mạc vốn có, thể hiện bản sắc riêng so với các dân tộc anh em. Trong chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nét đẹp trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Đến với xóm Khuổi Tạc, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Sán Chỉ. Từ bao đời nay, bản làng luôn giữ được vẻ yên bình, hòa hợp. Người dân tích cực lao động sản xuất. Bên cạnh nếp nhà sàn đơn sơ là hình ảnh những người phụ nữ duyên dáng trong bộ trang phục dân tộc Sán Chỉ. Cũng như phần lớn các dân tộc thiểu số khác, trang phục truyền thống của dân tộc Sán Chỉ là kết tinh từ đôi bàn tay tỉ mỉ của người phụ nữ. Xa xưa, bộ trang phục được làm từ công đoạn trồng bông, dệt vải đến nhuộm màu. Vải có được màu sắc đẹp phụ thuộc vào sự am hiểu và khéo léo của mỗi người. Còn ngày nay, các gia đình chủ yếu mua vải chàm được bày bán tại các chợ phiên, sau đó tự may cắt theo số đo của từng người. Với những kinh nghiệm vốn có và được đúc kết từ thế hệ trước, cô Đặng Thị Sắm tại xóm Khuổi Tạc là người may trang phục truyền thống cho cả gia đình. Đối với cô, đó là niềm tự hào của một người phụ nữ Sán Chỉ. Áo chàm nữ Sán Chỉ dài quá đầu gối, gồm có hai tà, vạt trước lệch sang bên phải. Các mép áo được trang trí bằng viền vải màu đỏ. Cổ áo được thêu họa tiết riêng bằng chỉ đỏ. Thắt lưng được làm công phu với những bông hoa bằng bạc hoặc kim loại. Điểm nhấn làm cho trang phục nổi bật chính là những dải lụa len màu hồng rực rỡ nối từ cổ áo. Thông thường người phụ nữ dùng khăn chàm vuông viền đỏ để đội đầu, vừa để làm đẹp, vừa giúp mái tóc gọn gàng hơn trong quá trình sinh hoạt lao động. Những dịp đặc biệt, người phụ nữ sẽ quấn tóc cầu kỳ bằng nhiều kẹp bạc ở trên đầu, quấn một dải khăn trắng và cài châm. Sự kết hợp hài hòa giữa các phụ kiện quấn tóc tạo nên một nét đặc trưng riêng cho người con gái Sán Chỉ. Phải nắm được kỹ thuật mới có thể tạo nên một bộ tóc chuẩn và chắc chắn. Bên cạnh đó, kèm theo các phụ kiện như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai bằng bạc. Bình thường, thêu thùa từ 1 đến 2 ngày là hoàn thành. Còn công đoạn cắt may áo, nếu có thời gian rảnh, làm khoảng 10 đến 20 ngày là xong. Nếu không rảnh thì làm trong 1 đến 2 tháng, vì mùa này bận đi làm, dịp Tết mới ở nhà làm được. Loại vải này mặc mùa hè thì mát, về mùa đông thì ấm, đi làm hay ở nhà cũng mặc áo dân tộc, làm nương thì mặc áo cũ, đến dịp nào đấy thì mặc áo mới. Vào mỗi dịp lễ Tết, các nam thanh nữ tú Sán Chỉ lại sắm sửa, chuẩn bị trang phục truyền thống để giao lưu, tham gia lễ hội. Khi con gái Sán Chỉ đi lấy chồng, người mẹ đẻ sẽ tự tay may một bộ trang phục mới cho cô dâu để mặc trong lễ cưới. Hàng ngày, dù làm nương, ở nhà hay đi chợ, những người phụ nữ có tuổi vẫn vận trên mình bộ trang phục truyền thống. Còn đối với thế hệ trẻ ngày nay đã dần thay thế bằng những chiếc áo, chiếc quần hiện đại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Song dân tộc Sán Chỉ vẫn luôn nỗ lực giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống từ tiếng nói, trang phục, các nghi thức cúng bái đến những giá trị sống tốt đẹp của đồng bào mình. Để bảo tồn những nét văn hóa dân tộc không bị mai một cùng thời gian, người phụ nữ Sán Chỉ luôn miệt mài tâm huyết, truyền dạy lại cách may, thêu thùa trang phục truyền thống cho thế hệ trẻ, như lưu giữ một vốn quý của dân tộc. Những lúc nông nhàn, các bà, các mẹ và các con, bất kể con dâu hay con gái ruột, tất cả cùng ngồi trước hiên nhà thêu thùa may vá. Đây còn là dịp giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ăn
Cô rất vui khi có thể truyền lại kiến thức cho con cháu để con cháu biết làm. Cô mong rằng bản sắc dân tộc mình không bị mai một đi, con cháu thêu thùa ngày càng đẹp hơn. Trang phục cũng phần nào phản ánh tính cách của một dân tộc. Đối với người Sán Chỉ, họ mang trong mình sự nồng hậu, dễ mến, chất phác và có tính kết nối cộng đồng sâu sắc. Có thể nói trang phục Sán Chỉ mộc mạc nhưng vẫn ẩn chứa nét độc đáo riêng. Nó thể hiện bản sắc văn hóa, chứa đựng các giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa lâu đời. Để bảo tồn giữ gìn trang phục truyền thống trong tương lai, cần có hướng phát triển gắn với du lịch cộng đồng. Từ đó, vừa quảng bá về nét đẹp văn hóa dân tộc, vừa giúp đem lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao.